Tức là mình dùng cái vi sinh là cái màu vàng nó nhiều. Thế nhưng nếu không dùng vi sinh thì nó lại trắng. Đây đây là nó chưa chín lắm nhá. Nhưng cái ruộng không có vi sinh là cái màu vàng như này nó không có. Tức là ít. Không có. Hoặc là không có, đúng đấy. Mình có dùng cái Emina đổ gốc. Đấy thì mình cũng hòa loãng và tưới vào gốc 1 năm 1 lần để bảo vệ cái rễ tơ của cây không bị thối khi mà gặp mùa mưa úng. Sau khi dùng cái chế phẩm Amina này thì bình thường chúng tôi đi phun về vẫn uống nước cười khà, có nói gì không bị gì đâu, không có thấy cái hiện tượng gì. Và đặc biệt là cái sức khỏe nó không có, khi mình dùng cái chế phẩm này thì không thấy cái gì cả. Bơm không cần phải khẩu trang. Cho nên là tôi khuyến cáo với bà con thì chúng ta làm nông nghiệp thì nên là dùng các cái chế phẩm có lợi cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Rồi làm em đi đến giờ là 6-7 tháng rồi, là rất ổn, không có bị rụng lá nữa. Nhưng cô nhìn quan sát thì cây của cô là nó đỡ, nó không chết nhanh, không chết chậm ấy. Nói chung là cô cũng hài lòng về cái sản phẩm Emi. Dạ, cảm ơn cô. Nên là bây giờ cô cũng tiếp tục xài, là bây giờ đang xài cho tiêu à. Rồi tiếp tục mai mốt đây là cô trồng phát triển thêm sầu riêng. Cô lại xài bên sầu riêng. Dạ, cảm ơn cô. Bên Emi thì cô thấy như nó chữa bệnh chất giờ cái cây sầu riêng mà bệnh lắm ha. Cũng được. Nói chung là cô hài lòng sản phẩm. Tuyệt vời quá. Đến khi mà mình tìm hiểu được cái dòng vi sinh này, bắt đầu mình đưa vào cái vườn của mình thì thấy 3-4 năm nay thì đã chết, là giảm theo từng năm.